Theo các chuyên gia, nhìn chung và dài hạn, lĩnh vực bất động sản đang có bệ đỡ vững chắc để phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài khó khăn khi ba luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản có hiệu lực. Sóng bất động sản có thể xuất hiện từ cuối năm 2024 và rõ ràng hơn trong năm 2025 để phản ánh sự khởi sắc của ngành. Để xem nội dung cụ thể ra sao, quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây, sẽ có nhiều điều bất ngờ ở phía sau. Bà Phạm Thị Miền, Phó trưởng ban nghiên cứu thị trường và tư vấn xúc tiến đầu tư, Hội môi giới bất động sản Việt Nam đánh giá, thị trường bất động sản đang chuyển mình rõ rệt sau một loạt chính sách hỗ trợ được tung ra. Nổi bật là việc cắt giảm lãi suất ngân hàng để giúp niềm tin của cả bên bán và bên mua được củng cố. Song song với đó, thị trường cũng ghi nhận sự tỉnh giấc của nhiều dự án cũ sau thời gian dài ngủ đông, cũng như động thái rốt ráo buông hàng của nhiều chủ đầu tư. Theo bà Miền, đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định thị trường bất động sản Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Thị trường đang ghi nhận sự gia tăng cả về nguồn cung sản phẩm lẫn nhu cầu bất động sản. Việc thị trường ấm dần lên với biểu hiện rõ nhất là khi nguồn cung mới gia tăng đáng kể, tỷ lệ giao dịch nhờ đó cũng ổn định hơn. Điều này tạo điều kiện cho các nhà môi giới, nhà giao dịch, chủ đầu tư khởi động sớm các chiến dịch kinh doanh để có thể tiếp cận lượng lớn các khách hàng tiềm năng của mình. Theo One Housing, nguồn cung thị trường Hà Nội năm 2024 dự kiến đạt 22.000 căn, cao hơn thời kỳ 2020 đến 2023 và bằng khoảng 69% năm 2019, thời kỳ trước Covid. Trong đó, phân khúc cao cấp khoảng giá từ 50 đến 80 triệu đồng trên mét vuông, chưa bao gồm 10% thuế VAT và 2% phí bảo trì, sẽ tiếp tục gia tăng thị phần và chiếm đa số khoảng 70% trong 6 tháng cuối năm 2024 và chiếm khoảng 68% trong năm 2025. Đặc biệt, năm 2025, thị trường sẽ xuất hiện thêm nhiều dự án phân khúc hạng sang từ 80 đến 230 triệu đồng trên mét vuông tại khu Tây và khu Bắc, trong khi phân khúc trung cấp 30 đến 50 triệu đồng trên mét vuông dự báo chỉ chiếm khoảng 5% nguồn cung toàn thị trường Hà Nội. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội nhìn nhận, việc nhiều chủ đầu tư khởi động lại các dự án cũ cũng như mở bán dự án mới nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng là một tín hiệu vui. Điều đó cho thấy doanh nghiệp đã nắm bắt được tâm lý, nhu cầu của người mua bất động sản. Doanh nghiệp hiểu được rằng thời gian này họ bung hàng với mức giá phù hợp cộng với lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp thì sẽ nhanh chóng bán hết được giỏ hàng vốn bị coi là tồn kho của mình. Lúc này doanh nghiệp khởi động dự án và nhanh chóng bán sản phẩm mới sẽ có lợi thế bởi ít bị cạnh tranh về nguồn cung, giá cả và khách hàng. Đây cũng là thời điểm hợp lý để nhiều doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho, thoát khỏi cảnh bế tắc dòng vốn, còn người mua có cơ hội tiếp cận nhà ở với mức giá hợp lý hơn, ông Điệp cho hay. Còn theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn cầu, điều quan trọng giúp thị trường bất động sản sớm phục hồi, ngoài các yếu tố trên thì cần chú trọng việc khôi phục niềm tin của người mua. Do đó, nguồn cung mới đưa ra thị trường phải là các sản phẩm có giá thành hợp lý, pháp lý chuẩn chỉnh, triển khai đúng tiến độ. Quyết tâm vực dậy thị trường bất động sản của chính phủ trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả và đến thời điểm này đã có độ ngấm nhất định. Tuy vậy, vẫn cần lưu ý rằng thị trường mới chỉ hồi phục được khoảng 30%. Nguyên nhân chính của sự phục hồi chậm này là do nguồn cung sản phẩm còn rất thiếu hụt, nhất là các sản phẩm vừa túi tiền. Do đó, các luật đất đai năm 2024, luật nhà ở 2023 và luật kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 tới đây sẽ tháo gỡ được những điểm đang vướng mắc của các dự án bất động sản hiện nay và khi đó, nguồn cung nhà ở sẽ được cải thiện rõ nét, đáp ứng nhu cầu của người dân, cũng mới là thời điểm sáng sủa của thị trường. Bạn thấy sao về thông tin này? Liệu có nên rót tiền đầu tư bất động sản trong thời gian này? Hãy để ý kiến ở dưới video nhé! Dự kiến từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, luật đất đai sửa đổi sẽ có hiệu lực. Vấn đề được nhiều người quan tâm lúc này là sau khi luật trên đi vào cuộc sống, giá nhà đất tại các khu đô thị lớn vốn đã ở mức cao sẽ tăng hay giảm? Hãy cùng Cafe Land tìm hiểu trong video này nhé! Luật đất đai năm 2024 khi có hiệu lực sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản, nhất là ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Đinh Minh Tuấn, lãnh đạo một sàn giao dịch bất động sản, khi luật này có hiệu lực, nhiều khả năng giá nhà, đất, nhất là tại các thành phố lớn sẽ tăng lên. Phân tích thêm, ông Tuấn cho biết, luật đất đai năm 2024 sẽ bỏ khung giá đất cũ, đồng thời bảng giá đất mới sẽ sát với khung giá thị trường. Điều này rõ ràng sẽ khiến giá đất tăng. Khi giá đất tăng, các dự án nhà ở thương mại cũng theo đó mà tăng. Luật mới cũng quy định chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại chỉ được thu tối đa 5% tiền cọc đến khi đủ điều kiện kinh doanh. Quy định này khiến doanh nghiệp dự án muốn huy động vốn thì không thể lách luật như trước đây thu tiền đặt cọc, người mua nhà như trước, mà cần vay các kênh chính thống khác như ngân hàng, phát hành trái phiếu. Những kênh huy động vốn này sẽ ngốn nhiều chi phí, từ đó giá nhà được đẩy lên để bù đắp lại. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, giới đầu tư bất động sản lâu năm,
có kinh nghiệm đều nhận định rằng một khi luật đất đai mới có hiệu lực, giá bất động sản sẽ lại tăng lên. Nắm quy luật này, hiện nay nhiều người đang đi săn các phân khúc bất động sản dễ tăng giá như đất nền, nhà ở riêng lẻ, chung cư để đầu tư. Chia sẻ với phóng viên, anh Trần Tiến Đạt, một nhà đầu tư bất động sản ở Hà Nội cho biết, từ giữa năm ngoái, trong khi một số sản phẩm bất động sản trầm lắng, nhà phố, biệt thự, condotel, thì các sản phẩm như đất nền, nhà ở riêng lẻ, chung cư đã được quan tâm, giá tăng nhanh chóng. Bắt đầu từ tháng 3 đến nay, các loại sản phẩm này có tăng chậm lại nhưng vẫn tăng và giá vẫn cao, anh Đạt nói. Vị này cho biết cách đây 4 tháng anh mua một mảnh đất nền diện tích hơn 33m² ở Ven Đô, giá 1,8 tỷ đồng. Tháng trước anh bán mảnh đất này lời được hơn 400 triệu đồng. Mới đây anh vừa mua được mảnh đất gần 37m² cũng ở Ven Đô, giá gần 2,5 tỷ đồng. Mảnh này hiện đang chờ chủ nhà tách sổ, đặt cọc được chục hôm, giờ bán lãi luôn khoảng 400 triệu. Anh Đạt khoe và cho biết anh đang do dự giữa bán và để lại. Nếu để lại, tôi sẽ lên 5 tầng, mất khoảng 1 tỷ, nhưng năm sau bán chắc được gần 5 tỷ. Người này chia sẻ và cho biết, hiện có nhiều người tìm mua đất nền như anh để đón sóng luật đất đai mới sắp có hiệu lực. Luật mới có hiệu lực thì nhà, đất, chung cư còn tăng, người này dự đoán, nhưng cho rằng thị trường sẽ không tăng mạnh như trước. Theo chuyên gia Nguyễn Quang Huy, Giám đốc khoa tài chính ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, luật đất đai sửa đổi sẽ có tác động tích cực đến thị trường bất động sản, giúp đẩy nhanh các thủ tục pháp lý cấp mới và điều chỉnh dự án. Khi giá đền bù sát với giá thị trường thì sẽ rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng cho các dự án. Ngoài ra, thị trường sẽ thanh lọc các chủ đầu tư yếu kém về năng lực tài chính, tăng cường hợp tác giữa các chủ đầu tư có dự án với những đối tác có tiềm lực hơn. Thị trường cũng sẽ minh bạch hơn khi hầu hết các dự án sẽ được đấu thầu, đấu giá theo giá thị trường, ông Huy nói. Phân tích thêm về thị trường nhà ở thương mại, ông Huy cho rằng do các dự án bất động sản thủ tục pháp lý thường trải qua từ 2 đến 5 năm, nên trong 1 đến 2 năm đầu khi luật mới có hiệu lực, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung chưa thể có ngay dồi dào. Ngoài ra, các dự án nhà ở xã hội cũng chưa bứt phá, nên trong giai đoạn 1 đến 2 năm đầu, mặt bằng giá chung cư hay đất nền vẫn sẽ có xu hướng tăng, nhưng mức độ tăng thế nào sẽ phụ thuộc vào nguồn cung từ phân khúc cụ thể. Giám đốc khoa tài chính ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, để thị trường bất động sản phát triển bền vững và đáp ứng số đông nhu cầu thực người dân, cần định hướng thị trường phát triển mạnh ở phân khúc nhà ở, nhà cho thuê bình dân thông qua các chính sách ưu đãi đồng bộ để xã hội hóa, thu hút nguồn lực toàn dân và đầu tư phát triển phân khúc này. Về quy hoạch các khu đô thị nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê bình dân, cần tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng, tiếp tục chỉnh sửa tinh gọn các thủ tục pháp lý để người dân, doanh nghiệp dễ tham gia. Khi phân khúc này phát triển mạnh về số lượng, chất lượng và có độ phủ cao, thì tự khắc các phân khúc thương mại trung cao cấp sẽ có sự điều chỉnh để tăng tính cạnh tranh. Từ đó thị trường sẽ phát triển bền vững, ổn định, ông Huy nói. Bà Giang Đỗ, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Savills Việt Nam chia sẻ, nguyên tắc định giá đất theo thị trường có thể khiến giá bất động sản tiếp tục tăng. Tuy nhiên, mức tăng này sẽ bền vững và phản ánh sát giá trị sản phẩm, thể hiện độ am hiểu thị trường của các bên tham gia giao dịch. Theo báo Người Lao Động, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng. Theo tờ trình của Chính phủ, nội dung sửa đổi lần này là đưa các luật nêu trên có hiệu lực sớm hơn, thay vì ngày 1 tháng 1 năm 2025 như quy định trước đó. Cụ thể, Chính phủ đề xuất luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Các điều 253, điều 254 trừ khoảng 4 và khoảng 5, điều 255 trừ khoảng 8, điều 256 trừ khoảng 2 và khoảng 4, điều 257 trừ khoảng 1, điều 258, điều 259, điều 260 trừ các khoản 12, 14 và 15 của luật đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở và luật các tổ chức tín dụng cũng được đề xuất có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó. Việc đề xuất các luật có hiệu lực thi hành sớm hơn, Chính phủ cho biết điều này nhằm tạo điều kiện để quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, phát triển nhà ở, phát triển thị trường bất động sản, để mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Việc đưa các chính sách sớm đi vào cuộc sống, theo Chính phủ, sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập đã được chỉ ra thời gian qua. Cùng với đó, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, các chính sách về nhà ở, kinh doanh bất động sản. Đồng thời qua đó phải tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai, phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân. Chính phủ cũng nhấn mạnh việc đưa 4 luật trên có hiệu lực sớm sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi cho người có đất bị thu hồi. Đồng thời thúc đẩy sự tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, kiểm soát chặt chẽ việc phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân,
giải quyết tranh chấp, khiếu nại đối với việc quản lý, vận hành nhà chung cư. Trước đó, vào ngày 27 tháng 5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng. Theo đó, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật trên vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội xem xét, quyết định xây dựng, ban hành luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra. Bạn thấy sao về những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ? Hãy để ý kiến ở dưới video nhé! Ứng dụng Cà Phê Lem Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tên mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày, giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé! Cà Phê Lem Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.